Vâng, chào toàn thể anh em đam mê PCP nhé. Anh em nào mà đang sử dụng một khẩu FX này, một khẩu FX, bất kỳ loại FX Q2 lỗ hay Q3 lỗ nào, thì shop khuyên anh em lên sở hữu cho mình một cái cầm, anh em nhé, một cái cầm để cố định lại cái lòng súng, cố định lại cái lòng súng. Đấy, thì cái cầm này nó rất nhiều cái chức năng, giá thì rất chi là rẻ anh em nhé, giá rất chi rẻ, giá là 300.000, hàng miễn phí ship và được kiểm tra. Để mình nói cái giá trị của nó nhé, thì anh em nên nhớ là một cái lòng súng FX nó không giống như condo, anh em, nó không giống như condo. Condo thì cái lòng nó chạy ở bên trong cái khung và cố định hai cái đinh sắt và cái đầu bắt giảm thanh vào, nên cái lòng súng nó được rất là ổn định. Riêng súng FX anh em nhé, riêng súng FX thì cái cành nó được trí bởi hai hoặc ba con ốc trí ở đầu này nhé, còn đâu phần lớn cái cành nó vươn ra, nó dài. Cộng thêm nữa là nếu mà anh em sử dụng cái giảm thanh đấy, có rất nhiều giảm thanh trọng lượng khác nhau, 3 lạng, 4 lạng, 5 lạng, cái trọng lượng của giảm thanh và cái trọng lượng của phần lớn của cái lòng súng này nó dài ra đấy, để lâu nó sẽ bị chữ xuống này. Đấy, anh em hình dung này, để lâu nó bị chữ xuống. Anh em là một bé mà học ấy, thì anh em có nhớ cái hình phạt của thầy giáo cầm một cái thước kẻ dài không, cầm như này đấy, nó để lâu rất chịu khó chịu, nó lặng, rất chịu lặng say anh em nhé. Đấy, cái hình phạt hồi nhỏ mình đi học nó có cái hình phạt đấy. Nên anh em hình dung này, ba con ốc xí ở đây nó giữ ở cành này, nhưng cái độ dài của lòng súng và độ lặng của cái giảm thanh và cành nó chịu xuống, để lâu về dài là nó không ổn định nữa anh em nhé, mình xin khẳng định là không ổn định nữa. Thì anh em lên mua cho mình một cái còng như thế này, giá chỉ có 300.000 thôi anh em nhé. Thì đấy, nó tùy vào cái bình và cái phần van này, nó tùy nhau, nó hỗ trợ lẫn nhau, để về lâu về dài là tránh cái tình trạng cái lòng súng nó bị chịu xuống anh em nhé, tránh cái tình trạng lòng súng bị chịu xuống, nó cố định cái van và cái bình lại với nhau đấy, nó thành tổng thể, nó cố định với nhau đấy. Thì cái cọc này, cái đặc điểm, cái chức năng chủ yếu là thế. Và thêm một cái chức năng nữa là có thêm cái dây ở bên trên em nhé, có thêm cái dây ở bên trên, dây 20 này và cái dây 20 ở bên dưới đấy. Thì đây mình chức năng thứ hai mình lắp luôn cho anh em xem đấy. Anh em có thể lắp chân trống ở đây, bình thường anh lắp chân trống ở cái quy nhé, nhưng như mình nói phần đầu này, nếu anh em chuyên bình nhôm thì rất đầu này rất chi lặng anh em nhé, bình carbon thì đã đành, nhưng bình nhôm rất chi lặng, thì để chân trống ở đây nó không hợp lý nhé, nó không cân đối với khẩu súng. Nếu mà để chống chân trống thì anh em ở đây có thể bắt được cái chân trống này. Thứ hai là anh em có thể bắt được cái laser em nhé. Đấy, laser, ví dụ laser đầu đạn này, nó có kẹp dây 11 và kẹp dây 20 đấy, thì cái này sử dụng là dây 20 đấy, nên mình giá xạ thôi, không anh em siết chặt vào đấy, anh em siết chặt vào là có cái để kẹp dây, kẹp laser em nhé. Đấy, bình thường anh em mà muốn lắp laser một khẩu FX ấy, thường là anh em tìm ở trên khẩu FX này, anh em biết lắp ở đâu, ở đây lắp không được rồi nhé, ở đây lắp cả không, bay ra có những cái loại kính như VKG, nó có cái kẹp dây 20 góc này, hoặc là anh em có thể có cái kính phi ống phi 25 này, không có cái laser cao cấp của đen đấy, nó có quặng vào đây rồi chĩa laser đây, nhưng nói chung là bắt laser vào khẩu FX là hơi khó, thì em có thể hỗ trợ cái cọc. Cái mục đích của mình là để cho cái lòng súng nó không bị chĩu này. Thứ hai là anh em có thể lắp laser này. Đấy, anh em nhìn tổng thể lên, nếu mà nhìn một bất thường anh em nghĩ là cái laser này nó cản trở cái kính á, nó có cản trở, nhưng không hề cản trở nhé. Test nhanh nhất là anh em gắm này và giơ một ngón tay ra đằng trước này để anh em xem thì có thấy ngón tay không. Không hề thấy ngón tay, anh em chỉ thấy cái ảnh vật ở xa thôi. Đấy, anh em nhé. Thì anh em là mua cái cọc này liên hệ với shop nhé, bắt được cho quy sói này, quy K2, quy sắc quy cổ các thứ, đầy đủ các kích thước, cọc cao cọc thấp anh em nhé. Anh em là mua cọc nào phải nói rõ shop, nói rõ shop là mình sử dụng cái quy gì, cái van gì, để mình gửi cọc sao cho phù hợp nhất cho anh em nhé. Đấy, ngoài bán phụ kiện lẻ ra bên mình lắp ráp cả khẩu anh em nhé. Anh em mua khẩu nào cứ alo cho shop nhé. Vâng, thì shop xin gửi lời chào.
lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc nhé.